Ngày 23 tháng 7, qua quá trình điều tra mở rộng vụ án Phan Công Khanh, sinh năm 1994, ngụ quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cùng đồng phạm lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Công an thành phố Hồ Chí Minh còn tiếp nhận đơn của anh S, ngụ tỉnh An Giang, tố cáo Muhammad Tafa, sinh năm 1996, ngụ tỉnh An Giang, cùng đồng bọn có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tháng 1 năm 2023, Pha giới thiệu anh S mua ô tô hiệu BMW với giá 1,8 tỷ đồng. 3 tháng sau, Pha gọi anh S mượn chiếc xe để đi lại. Anh S đồng ý và nói Pha nếu có người mua xe thì báo cho anh để chốt giá bán. Pha mang xe đi cầm lấy 1 tỷ đồng. Qua làm việc, Pha khai nhận lấy xe của anh S đi cầm lấy tiền tiêu xài. Công an cũng tiếp nhận đơn của anh P, ngụ tỉnh An Giang, tố cáo Khanh và đồng phạm có hành vi chiếm đoạt ô tô hiệu Brabus thông qua việc Khanh mượn xe để trưng bày tại showroom trong ngày khai trương 8 tháng 6. Tuy nhiên, ngày 13 tháng 6, Khanh và đồng phạm bán xe của anh B cho anh L, ngụ thành phố Hồ Chí Minh lấy 24,5 tỷ đồng. Một số người tố cáo Khanh nợ tiền mua hoa, tiền thuê xe và tiền sửa chữa xây dựng showroom để khai trương hơn 125 triệu đồng.